Anh Đạt giới thiệu thêm giúp giùm em đó cái công việc làm hiện tại của mình. Công việc làm mình là làm xe dịch vụ. Là xe nhà của mình hay là dạ, sao? Dạ, xe nhà của anh luôn. Vậy là chiếc ô tô đậu bên đường là của anh hả? Dạ, dạ, chiếc container đậu bên cái quán ngay bãi xe. Em thấy không, hồi nãy giờ em tưởng đâu là của ai gỡ. Dạ. Dạ em Phúc, nhà lưu trú Thủ Đức, cùng em Nghĩa kết nối yêu thương xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em chào anh. Dạ chào Phúc. Dạ cảm ơn anh hôm nay đến với chương trình. Dạ anh ơi, em mời anh là chia sẻ giúp giùm em để gửi đến quý vị khán giả thân thương cũng như là anh từ đâu đến và tên gì, năm nay anh được mấy mươi ạ? Em mời anh ạ. Chào bạn mạng trong nước ngoài nước, và chào Phúc. Mình Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1980. Anh Đạt 1980 là năm nay là anh Đạt 44 anh Đạt ha? Dạ 44. Dạ. Dạ anh Đạt ơi, anh Đạt đến từ đâu ạ? Dạ mình đến từ Tân Phước, Tiền Giang. Ở Tiền Giang, Tiền Giang miền Tây anh mình anh cũng gần anh Đạt. Dạ. Gọi em Út được rồi. Em Út. 88 mấy cây em. Dạ anh đi 5 giờ mấy cái em chạy lộn qua lúc bên kia kìa. Dạ. Em mới 42 gọi em Út được rồi anh Đạt ha. Dạ. Dạ. Bữa em cũng mới đi Tiền Giang chứ nói gì đây. Dạ. Thì từng gọi mình có gọi Phúc, Phúc mới báo mình biết là có căn cước giấy ly hôn rồi đó. Dạ em xem rồi, em xem rồi. Dạ anh Đạt ơi, năm nay là anh Đạt 44 tuổi. Anh Đạt chia sẻ bản thân mình là đến từ Tiền Giang. Dạ. Thì cái giấy ly hôn của anh thì em đã xem qua rồi. Dạ. Nhưng mà anh Đạt có thể giới thiệu lại giúp giùm em để gửi đến quý vị khăn thương cộng đồng đó. Dạ. Là tình trạng hôn nhân gia đình của anh, em mời anh ạ. Dạ thì vợ chồng thì hồi xưa đó rồi sống rồi cũng không hợp, rồi mình cũng bị vợ đánh rồi mình ly dị. Thôi đàn ông bị vợ đánh thì vui vậy. Mình ly dị đánh tưởng luôn hư con mắt mình luôn á, trời đất ơi. Rồi mình mới làm đơn ly dị, là tòa nó cũng ra xác minh ở sớm vậy đó, thì thực tế là nó có vậy, thì tòa mà làm mà phải xác minh chứ. Dạ. Vậy là mà anh với bà xã là chia tay đến thời điểm này là cũng năm nào nhớ anh Đạt ạ? Anh không nhớ nhưng mà tầm khoảng 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 năm sáu năm gì đó. Khoảng năm sáu năm đúng rồi, nãy em xem trong cái quyết định ly hôn. Dạ. Rồi anh với chị cái thời điểm đó là mình được mấy người con anh? Mình được thằng trai. Là năm nay được mấy năm nay cũng được 14, 15 tuổi gì đó. Dạ hiện tại giờ là cháu đang ở với ai anh Đạt? Với mẹ nó. Dạ với mẹ. Ừ. Dạ anh Đạt giới thiệu thêm giúp giùm em đó cái công việc làm hiện tại của mình. Công việc làm mình là làm xe dịch vụ. Là xe nhà của mình hay là dạ, sao? Dạ xe nhà của anh luôn. Vậy là chiếc ô tô đậu bên đường là của anh hả? Dạ dạ chiếc container đậu bên cái quán ngay bãi xe. Em thấy không, hồi nãy giờ em tưởng đâu là của ai gỡ. Dạ. Dạ. Ủa từ Tiền Giang lên đây mà anh đi từ lúc mấy giờ sáng? 5 giờ. Tại chạy lộn qua bên kia. Chạy lộn bên tới bên Thủ Đức của bạn á. Chợ Thủ Đức đúng không? Chợ Thủ Đức. Đây là chợ đầu mối. Chợ đầu mối rồi chạy lúc chợ Thủ Đức bạn. Đây vòng lên mất thêm mấy cây mới đánh cái vòng lại nữa. 5 cây mấy, qua đây 5 cây mấy từ đánh cái vòng lại nữa. Đánh cái vòng 5 cây mấy. Dạ cảm ơn anh Đạt hôm nay đến với chương trình bên em bày tỏ chia sẻ bản thân của mình. Dạ anh Đạt ơi, anh Đạt có thể là chia sẻ thêm giúp giùm em đó là năm nay là anh 44 tuổi. Cái tiêu chí của anh Đạt để tìm lại một nửa yêu thương của mình đó anh, cái độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với anh? Em mời anh Đạt. 39-40 đổ lại đó. 39-40 anh ha. Nói chung là cái tuổi nó nhỏ nhỏ mình đôi ba tuổi anh Đạt. Dạ, dạ. Khoảng 40 trở lại. Dạ 40 trở lại. Dạ cảm ơn anh Đạt bày tỏ bản thân của mình. Anh Đạt thì hiện nay là gia đình mình là có làm xe dịch vụ cho thuê xe nhà của anh. Dạ. Rồi để tìm một người bạn nữ mà đi hết quãng ngày còn lại với anh Đạt đó. Dạ. Cái tiêu chí của anh là anh thích người bạn của anh là cái tính tình như thế nào và cái công việc làm anh có thể chia sẻ giúp em? Công việc làm thì sao cũng được. Rồi chỉ là biết lo những cái ngày còn lại chăm sóc qua lại thôi chứ mình không cần gì hết. Dạ. Người đó sao cũng được. Nói chung là làm công việc gì cũng được chứ mình không có nhu cầu là phải bắt buộc làm công việc theo ý mình. Dạ. Cái công việc làm của anh như là hiện tại giờ anh làm dịch vụ bên xe ô tô đó anh. Dạ. Thì thường là anh chạy luôn hay là tài xế mình chạy? Có khi anh chạy, khi đi Sài Gòn chạy qua anh thay tài xế chạy. Đi xa tài xế chạy. Khi xa tài xế chạy, khi đi vòng vòng thì như đi tỉnh đồ á thì anh chạy. Dạ. Đi Sài Gòn là anh có ít có lên không? Dạ. Vậy là nói chung là mình rảnh thì mình chạy, mình không rảnh thì tài xế. Dạ. Chạy anh ha. Bữa nay thấy cũng mến cái cô Linh đó, mới lặn lội tới đây. Dạ dạ. Dạ anh cho em hỏi thêm là về cái công việc mà làm dịch vụ bên xe vận tải của mình đó, thì
ổn định anh à? Ổn định. Dạ nó cũng ổn rồi, sống được. Dạ. Chứ đỡ nhưng làm mướn nhiều lắm. Dạ, nói chung mình dù gì nếu mình xe nhà chạy đỡ hơn. Dạ, chứ dạ, nếu mà rồi. Xe mà thuê chạy lại đuối dạ, à. Dạ đuối. Hồi xưa là mình chạy mướn. Dạ. Chạy mướn cũng tặng 6 năm. Dạ. Giờ cũng có bà già má cũng cho chút đỉnh tiền mình sống được chiếc, mình cũng làm riêng. Mình cũng ở riêng luôn nữa chứ không ở chung ba má. Vậy là mình có nhà riêng hả anh Đại? Anh Đại. Cái mình cái nhà sàn nó khoảng ngang 4 mét dài 6 mét thôi thì đủ mình ở thôi. Nói chung thì có chỗ ở được. Có chỗ ở đó như quan trọng ở quê là, mà. Dạ, ở quê quan trọng là công việc làm. Quan trọng công việc. Nhưng mà công việc làm thì anh có xe nó ngày chạy một chuyến xe, ví dụ mà đi trong ngày về cũng khoảng 1,5 triệu chứ bộ. Dạ đúng rồi. Nó đi trong ngày là phải 1,5 triệu là cũng hai chồng sống khỏe thôi. Dạ, không là cũng được, tạm ổn rồi đó. Dạ. Rồi thì cho em đặt những câu hỏi là để là quý chị xem qua chương trình hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của anh Đạt hay anh Đạt. Dạ. Như anh bây giờ ví dụ có một cái chị nào đó trong cái thời gian sau khi em chia sẻ video của anh thì quý chị tìm hiểu và cảm thấy đồng cảm với anh Đạt. Dạ. Thì anh có chọn một cái bạn gái mà đi hết mỗi ngày còn lại với mình đó là quê đồng hương hay là ở tỉnh thành nào vậy anh? Mình không quan trọng tỉnh nào hết, nhưng mà miễn mình biết hiểu nhau và thông cảm với nhau để sống quãng đời còn lại được rồi. Dạ vậy anh ha. Không quan trọng ở đâu hết. Không quan trọng ở đâu, bất cứ nơi nào mà quan dạ. trọng là anh chị hợp nhau là được anh ha. Dạ. 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 Anh có dự kiến trước là sau khi ví dụ là em chia sẻ video này, biết đâu anh với chị cùng chung với cảm nghĩ tìm hiểu hòa hợp nhau, thì có định là đến cái thời điểm nào là anh chị đến với nhau không? Thì mình biết số điện thoại mình để tâm sự đi. Dạ. Rồi mình lên tới chỗ phòng trọ hay là nhà gì đó mình chơi, tìm hiểu anh em tìm hiểu rồi như em đó có đồng ý về với mình không? Dạ. Đó thì tùy duyên anh hả? Tùy duyên, lúc nào mình cũng sẵn sàng đón người đó về hết. Dạ. Nói chung cái tình cảm không thể nào mà nói trước được anh Đạt. Đúng đúng, mình không nói trước được cái gì hết. Dạ. Thì mọi việc tùy duyên, nói chung là trong cuộc sống á ai cũng có cái khi mà lớn lên trưởng thành á, cấp bậc phụ huynh hay là anh em mình ai cũng có cái ước mơ là nhà cao cửa rộng gia dạ. đình hạnh phúc dạ. cái đó là ai không cần đúng không, dạ, không nhưng cần. Mà không phải mà ai ước mơ cũng được đâu, không được đâu. Đó là cái số phận đó. Nhưng mà em nghĩ mà bây giờ mà có chị nào mà chọn anh về thì trước tiên là cũng đỡ được một phần là dạ. cái công việc làm của anh thì cũng có xe cộ để có thu nhập, nói chung là không có thể nào mà thóc đói đấy, không có đói được, thóc đói dạ. Nói chung có chiếc xe ngày một chuyến là có 1,5 triệu hai chồng dạ, sống khỏe rồi. Em dạ. cũng cần người bạn của em giàu sang nữa đó, sao dạ. được đó. Dạ. Thông qua chương trình ngày hôm nay, anh Đạt có đôi lời gì nhắn gỡ đến quý chị là để mạnh dạn liên lạc về chương trình để tìm hiểu anh không ạ? Em mời anh. Như là anh nhắn gỡ với quý chị mà xem qua chương trình rồi cho nhau cơ hội gì đó theo cảm nghĩ của mình đó anh, là để anh chị tìm hiểu. Giờ thì anh không biết nói gì, thì anh thấy cảm mến cái cô Linh đó thì dạ. chỉ là biết cô Linh đó thôi đi dạ. Thì anh có ý nghĩ là vậy. Dạ, vậy là gì anh ha, cho em hỏi nha. Thì một tí nữa là với anh là anh cảm thấy mến chị Linh. Thì một tí em sẽ gửi số điện thoại chị Linh cho anh. Và để anh, tí dù anh rảnh anh chạy xuống đó anh gặp luôn cũng được. Thì anh gọi anh ký hẹn ha. Dạ, dạ. Rồi ví dụ cho em đặt những câu hỏi thế này dạ, thì... mà trong cái thời gian tìm hiểu anh với chị Linh đến thời điểm này thì chưa có gặp nhau lần nào. Dạ đúng rồi. Ví dụ mà anh với chị Linh tìm hiểu mà hợp với nhau á thì em chúc mừng cho anh được hạnh phúc. Dạ. Còn nếu như mà cảm ơn. Trong cái thời gian mà tìm hiểu cảm thấy chưa có tiếng nói chung xem như là bạn bè đó dạ. thì có cái chị nào mà liên lạc về chương trình dạ. để có cái cảm nghĩ mà tìm hiểu anh Đạt đó dạ. thì anh Đạt có đồng ý để cho em cung cấp thông tin của mình để cho quý chị tìm hiểu không ạ? Dạ thì con nếu mà cô Linh đó thì mình không có duyên với cô đó, cô không chịu mình đó thì mình những cô khác thì mình nên tìm hiểu tiếp theo ha. Tiếp theo. Với anh là trừ khi nào mà cô Linh không chấp nhận với anh dạ. thì anh mới tìm hiểu người tiếp theo. Dạ đúng. Thì dạ. bây giờ gì đi, em cũng trên video em cũng nói gì luôn là khi nào mà có quý chị nào mà tìm hiểu anh đó ngoài chị Linh dạ. mà gọi về chương trình thì dạ. trước khi mà em cung cấp thông tin của anh thì em sẽ gọi cho anh. Dạ. Em hỏi anh Đạt ơi, có một chị A, chị B, chị C cảm thấy cái cảm nghĩ chia sẻ của anh Đạt đồng cảm nghĩ và chị cảm thấy là mến anh, có nhu cầu tìm hiểu anh. Nếu lúc đó anh đồng ý thì em sẽ cung cấp thông tin của anh. Dạ. Còn anh không đồng ý thì em sẽ không cung cấp ha. Trước tiên là anh cũng cảm ơn cô. Dạ. Em cũng thưa với anh Đạt là gì, khi mà anh em làm chương trình, khi mà sử dụng hình ảnh của nhân vật như là sử dụng hình ảnh của anh hay là tất cả nhân vật khác dạ. là anh chị đồng ý
cho phép em sử dụng hình ảnh của anh chị để đăng tải lên truyền thông thì bên em mới dám đồng ý. Chứ không phải mình làm cái chương trình ra mình gặp ai mình cũng sử dụng hình ảnh của họ, đó là sai quy định. Là bên em không đồng ý là làm được chuyện đó. Ngày hôm nay là anh Đạt tự nguyện đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương để tìm lại mảnh ghép cho mình. Anh có đồng ý cho em và Nghĩa sử dụng hình ảnh lời nói của anh đăng tải trên cộng đồng mạng để tìm lại một nửa yêu thương cho anh không ạ? Dạ được. Dạ đồng ý anh ha. Dạ em cũng thưa với anh Đạt lại gì, trong quá trình mà chia sẻ video đăng tải trên cộng đồng thì tụi em làm truyền thông thì cũng có đón nhận những cái phần comment bình luận đó anh. Dạ. Đôi khi cũng có những cái bình luận là chúc phúc cho anh rồi chúc phúc gia đình. Dạ. Thì cũng có những cái bình luận trái chiều trở lại. Rồi anh có coi những cái bình luận thì anh có đồng ý những cái bình luận đó không ạ? Đồng ý không sao. Dạ. Dạ, tại vì bản thân của em nè, khi bản thân của tụi em mà chia sẻ câu chuyện đó, tụi em vẫn bị mà. Dạ, có lẽ là thời lượng video đến đây. Một lần nữa em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức xin tạm khép lại chương trình. Cũng xin kính chúc anh Đạt một ngày sớm nhất mình tìm lại một nửa yêu thương của mình. Và cũng xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Quý khán giả xem video cũng đừng quên bấm cho anh em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ để anh em có động lực ra nhiều video mới gỡ đến quý vị khán giả thân thương. Và trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu lót, cũng mong cô chú anh chị để là phần comment hướng dẫn anh em để anh em đọc những phần comment của chú anh chị ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ xin chào.